Sáng hôm nay em cập nhật clip một con F1 của anh chị. Đó, vô đây em vô cận cảnh cho anh chị tham khảo luôn. Bốn vú đều nha anh chị. Suốt bò này thì chữa tầm 4 tháng 4 tháng rưỡi anh chị. Đó, chữa bao bê tầm 4 tháng 4 rưỡi. Mẫu này mẫu thùng gạo nha anh chị. Nay sửa hết nối luôn, bốn vú đều đen. Đó. Bốn chân là 8 móng sò. Đó. Bò bột sữa tốt lắm nha anh chị. Đó. Đuôi thì đuôi một chùm như cây chổi luôn, nay sửa hết nối luôn. Chú này thì nữa mình dắt mình nuôi ghép thì bao ngon anh chị ơi. Dòng anh chị biết rồi, dòng F1 sữa thì mình nuôi ghép, nuôi sinh sản, nuôi lấy sữa thì sữa đạt, nuôi con mắc sữa ghép lần 2-3 con anh chị ơi. Đó. Tơ chữa bao bê tầm 4 tháng là bao chữa trên 4 tháng anh chị. Tầm 4 tháng rưỡi. Đó, mẫu thùng dạo. Đó, tơ xây tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Đó. Thì giờ em lạ thì nó hơi nhát bò xíu đó anh chị. Thì anh chị gần xa thích con bò F1 tơ chữa này thì liên hệ số điện thoại em để cho mình. Đó. Giá là 27.500.000. Anh chị ở xa gần cứ mạnh dạn liên hệ trao đổi mua bán anh chơi. Thì giá bò F1 này, giá này thì mình mua thì mình nung bầu rồi mốt mình nuôi ghép, nuôi lấy sữa nha anh chị. Rồi anh chị theo yêu thích kênh thì cho em được đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.